Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt lịch nhắc nhở thời gian học mỗi ngày trên điện thoại. Đầu tiên, các bạn chọn vào ứng dụng eJoy English trên điện thoại. Sau đó, chọn vào biểu tượng More tại góc phải bên dưới màn hình. Chọn cài đặt. Tiếp theo, các bạn chọn vào phần thông báo và bật lịch nhắc nhở học tập hàng ngày. Bạn chọn vào thời gian để điều chỉnh giờ học tập. Vòng ngoài của đồng hồ sẽ là giờ buổi sáng, vòng trong đồng hồ sẽ là giờ buổi chiều và giờ buổi tối. Thì mình chọn 8 giờ. Sau đó, các bạn sẽ bắt đầu chọn phút. Thì mình chọn 30 phút là 8 giờ 30 phút. Và các bạn có thể chọn cái bàn phím góc bên trái màn hình và nhập số giờ vào đấy. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn OK để có thể hoàn thành. Thế là các bạn đã hoàn thành các bước để cài đặt lịch nhắc nhở học tập hàng ngày rồi. Sẽ có một số bạn cài đặt rồi mà chưa nhận được thông báo, thì các bạn nhớ được cài đặt cho phép eJoy thông báo trên điện thoại của mình nhé, như ảnh trên màn hình. Mình sẽ để link hướng dẫn cài đặt thông báo trên điện thoại ở phía dưới mô tả. Chúc bạn học tốt cùng eJoy English.